Trung Quốc, học tiếng phổ thông Trung Quốc Các bạn thính giả thân mến! Trong bài giảng trước, chúng ta đã ôn tập bài học bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta học từ ngữ bổ sung. Mỗi từ hoặc chữ phi yến đọc ba lần, không hướng dẫn cách ghép vần nữa. Các bạn hãy mở trang thứ 18. Chiến 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 Có nghĩa là nắng Quang Yên 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 Có nghĩa là dâm Âm mưu Tụ tu tu có nghĩa là kilowatt điện mức độ qua tiên 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 có nghĩa là băng nước đá lạnh ướp lạnh thai giảng thai giảng thai giảng có nghĩa là mặt trời y báo y báo y báo có nghĩa là dự báo tả 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 có nghĩa là phóng phát đánh gọi chơi bắn vân vân lấy 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 có nghĩa là sấm mìn sản 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 có nghĩa là chớp sơ sự sơ sự sơ sự có nghĩa là độ c lấy chân ủy lấy Trần ủy lấy Trần ủy có nghĩa là mưa rào có sấm sét mưa rông noàn hơ noàn hơ noàn hơ có nghĩa là ấm ấm áp yến 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 có nghĩa là mây nói thiên 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 có nghĩa là nghe nghe theo ư sản ư sản ư sản có nghĩa là ô dù ô sứ ô sứ ô sứ có nghĩa là thỉnh thoảng có khi đôi lúc chi uân chi uân chi uân có nghĩa là nhiệt độ. Dấu dụng Dấu dụng Dấu Có nghĩa là bơi, bơi lội. Mẹ 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 Có nghĩa là đẹp, đẹp đẽ, xinh, khoái, thoải mái. Liáng soạn, Liáng soảng. Liáng soảng. Có nghĩa là mát, mát mẻ. Trưa, trưa, trưa. Có nghĩa là che, chắn, ngăn. Giáng, giáng, giáng. Có nghĩa là mặt trời, dương. Châu, dấu, châu, Chéo yếu, giao yếu. Có nghĩa là đi chơi vùng ngoại ô. Hóa binh, hóa binh, hóa binh. Có nghĩa là trượt băng. Sở, sở, sở. Có nghĩa là tay. Chảo, chảo, chảo có nghĩa là chân. Chu 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 có nghĩa là ra ngoài, đi ra, đi khỏi. Xu. 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 có nghĩa là nhanh, chóng, mau. Chỉ 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 có nghĩa là Bậc, bực, năm học, tầng. Vũ ừ, phạ, vũ ừ, phạ, ừ, phạ. Có nghĩa là ngữ pháp. Tử lây, tử Có nghĩa là từ loại. Sử tử, từ tử. 实词，có nghĩa là thực từ. 虚词，虚词，虚词,虚词 có nghĩa là hư từ. 名词，名词，名词,名词 có nghĩa là danh từ. 动词，动词 动词，con nghĩa là động từ 形。形容词，形容词，形容词。con nghĩa là tính từ。数词，数词，数词。con nghĩa là số từ 量。量词。

thứ chỉ thứ có nghĩa là giới từ lién thứ lién thứ lién thứ có nghĩa là liên tử trụ thứ trụ thứ trụ thứ có nghĩa là trợ từ than thứ than thứ Than tử Có nghĩa là thán từ Xiang sheng tử Xiang sheng tử Xiang sheng tử Có nghĩa là từ tượng thanh Chang yan Chang yan Chang yan Có nghĩa là lời nói thường ngày Su yu Sú súy có nghĩa là tục ngữ húa, húa, húa có nghĩa là sống linh động, linh hoạt việc hôm nay chúng ta tạm học đến đây bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp hoan nghênh các bạn đón nghe